Mấy năm gì kìa bác đi. Dạ. Cái đèn á. Không có. Cổ lên. Con đi nằm kỳ không mọi người ơi, nằm xuống cái đầu. Con đi. Nằm như nằm đè đó. Đứng lên. Đi rồi. Trời nằm kỳ quá. Cái gì vậy? Cái gì á con đi? Con đi sửa đâu? Đúng rồi. Sửa con đi đâu? Không mẹ biết. Đầu hồi đầu tóc cũng thơm. Cái chuyện với ba xe làm sao đâu? Dạ, chỉ cho nè. Nói chuyện với ba xe thôi đâu hả? Ừ. Nè 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 tài trời. Nè nè. Ba xe ăn thương mà. Mới vậy. Ây da. Ui cái vẻ mặt tôi. Bên đi bên đi bên đi bên đi. Ngủ cái con. Chút chút. Thấy mặt tôi nó gào à. Mình nói chuyện với ba sáng hả? Nói chuyện sao đâu? Đang nói chuyện đó mọi người. Đang nói chuyện với ba sáng đó đó. Giờ chuyện đó, nói chuyện là nhúng nhúng với tạc cái ghét đó. Nhúng với mã nhọn đó. Buông cây ra cả lộn luôn. Buông cây ra chửi lộn luôn. Bấm tay dây chửi lỏng ra xe. Đưa cái chân lên nè. Nè lên xuống bên xe chưa kìa. Nó là chùm chửi lộn nha mọi người. Mốt có ai thuê đi chửi lộn muốn nhớ kêu bên đây nha. Phải đi chửi lộn hơi bị ghê á. Nó chửi người ta chửi nó cái nó chạy à. Gì vậy? Nãy em có nhà bằng nữa. Mắt bị chạy rồi kìa. Không mắt đâu. Nó đi ra mụn hả? Ê, ra đây. Mặt nó buồn ngủ rồi đó. Nè.